Vỉa hè Hà Nội lại bị đào xới ngổn ngang. Theo ghi nhận của phóng viên báo giao thông, những ngày gần đây trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, vỉa hè tiếp tục bị đào xới để lát lại, làm cờ đường và cống thoát nước. Sẽ không có gì đáng nói nếu việc này được thực hiện theo hướng đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, các công trình trên đều thiếu hệ thống biển báo, đất đá ngổn ngang, nhiều vị trí biến thành những cái bẫy dành cho người đi đường. Người dân trên tuyến phố cho biết, từ khoảng hơn một tháng nay, công nhân mang thiết bị máy móc vật liệu đến để cải tạo vỉa hè. Quá trình họ thi công rất ẩu, không hề rào chắn, đất đá để ngổn ngang, gây mất an toàn giao thông nhưng không thấy ai kiểm tra và xử lý. Các chuyên gia đầu ngành khẳng định, cuối năm tuyệt đối không phù hợp để thực hiện đào xới vỉa hè, bởi trong thời gian này, nhu cầu giao thông và đi lại của người dân gia tăng, hoạt động kinh doanh buôn bán cũng nhộn nhịp và khởi sắc hơn, việc lát lại vỉa hè chỉ gây thêm khó khăn cho người dân. Hơn nữa, thời tiết cuối thu đầu đông rất hanh khô, chỉ số không khí sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ từ bụi mặt đường, bụi từ các công trình thi công, nay lại thêm bụi hàng loạt từ các công trình cải tạo vỉa hè. Việc bất hợp lý này cho thấy sự lãng phí, tốn kém thời gian và ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Nhà nước cần thực sự quan tâm và lên kế hoạch cụ thể, thẩm định kỹ càng trước khi thực hiện cải tạo lề đường trong những dịp cuối năm.